Em Thanh Hà xin được chào các bác đam mê và yêu Thanh ở trên khắp mọi miền Tổ quốc ạ. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác về một sản phẩm rất là hay, rất là có giá trị đến từ đất nước Ý ạ. Có tên mã sản phẩm là Zingani OCM106 Series 2. Và những cái sản phẩm đến từ châu Âu ấy thường thì có cái thiết kế cực kỳ là chỉnh chu, mang đậm cái chất thời trang của những cái con người châu Âu, nhìn rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng. Và nó không đơn thuần chỉ là một cái đôi loa nghe nhạc mà nó cũng giống như là một cái biểu tượng về nghệ thuật, luôn luôn thời trang, luôn luôn đắt đỏ. Zingani thì là một cái thương hiệu rất là mạnh, chuyên sản xuất các dòng loa thuộc cái phân khúc high-end. Và đặc biệt thì nó rất là hiếm ở trên cái thị trường Việt Nam, rất là ít những cái người mà chơi cái dòng loa từ châu Âu. Thứ nhất là Việt Nam thì vẫn còn là một nước đang là phát triển, cái giá trị đồng tiền nó tương đối là thấp, và các bác thường chơi các dòng loa đến từ Nhật, tại vì là nó có cái giá hợp với túi tiền hơn và dễ thở hơn. Thứ hai là hầu hết các dòng loa đến từ châu Âu thì nó quá là đắt, và nó chỉ phục vụ các bác sành chơi âm thanh và hướng đến cái phân khúc high end, hướng đến cái sự chỉnh chu cầu toàn cũng như là cái sự hoàn hảo về âm thanh, và nó mang cả cái giá trị về nghệ thuật. Và cái đôi loa trước mắt các bác đây cũng vậy ạ, nó sở hữu một cái chiều ngang là 21 và chiều cao là 40 và chiều sâu thì là 32 cm ạ. Và đôi loa này thì chơi được hai cầu riêng biệt ạ. Và loa thì có trọng lượng là 11 cân một chiếc, sở hữu một bát và một tép mảnh à tép kèn, và nó có đường kính là 14,5 phân ạ. Và họng kèn thì rất là sâu. Và em 106 Series 2 này thì được bố trí cái đường bát đấy lại được đặt chìm sâu vào bên trong, vì vậy mà nó tạo cái độ cộng hưởng cũng như là cải thiện cái tiếng bát thì được sâu nhất và trầm ấm hơn so với lại cái đời 106 trơn đời đầu ạ. Và nhìn tổng thể về thiết kế cả phần bát và phần jack thì cũng có cái độ lớn tương đương với nhau. Và loa thì có chiều kháng là 6 ohm và độ nhạy là 90 decibel và có công suất là 75W ạ. Vì là cái cặp đôi này thì sở hữu cái họng kèn khá là lớn, nên là các bác mà đam mê saxophone hay là violon thì chất âm quá là tuyệt vời. Nó giống như là các dàn nghệ sĩ đang biểu diễn ở trước mặt vậy. Rất là hay, rất là chi tiết và nó cũng có độ tính rất là cao. Vì là cái chất âm thuần kèn nên là các bác nghe những cái bản nhạc mà nó có tiết tấu chậm thì rất là hay. Và em này thì phù hợp cho các bác kê kích ở chơi ở trong cái không gian mà nó có nhiều đồ gỗ thì nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời, rất là bắt mắt. Vì là nó xung quanh loa thì là màu gỗ và họng kèn này thì nó cũng là màu gỗ, rất là bắt mắt đấy. Và hình ảnh chi tiết thì em cũng có để ở dưới phần link ở trong cái phần mô tả, các bác quan tâm thì vui lòng kích vào xem giúp em ạ. Và em này thì có giá là 35 triệu cho một cặp loa mang cái chất âm high-end. Và các bác có cái nhu cầu mua sắm cũng như là order hàng bên Nhật về thì hãy nhắn tin hoặc là liên lạc với em qua fanpage cũng như là số điện thoại em có để dưới ở phần mô tả. Và em xin được kết thúc video ở đây. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Thank you.
Ooh.